Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 26 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 9, 8, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 9769, 7681, 3414. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 8618. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 81966, 13264, 75424, 81289, 92777, 40630, 61855. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 25782, 72049. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 87037. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 14572. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 7917 51. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 7917 51.